Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Đánh giá chi tiết Koski Z900, ông vua trong giới nước cơ bài giá 300 triệu đồng. Thiết kế Z900 FS với thiết kế nổi bật để lộ ra bộ khung sườn mắt cáo kiểu mới, trọng lượng chỉ có 13 kg, với mức cấu trúc đầy cứng cáp và chắc chắn. Phần đầu xe được thiết kế theo phong cách Tsukumi đặc trưng, khá dữ dằn và bắt mắt. Thay vì giải đèn LED, Z900 sử dụng bóng halogen. Đèn xi nhan trước và sau cũng sử bóng halogen thay vì LED như trên đèn anh Z1000. Nhìn xuống dưới đất, chấn bùng trước thiết kế theo phong cách khối đầy góc cạnh, đi kèm theo đó là cặp giảm sóc hành trình ngược có đường kính là 41mm, phía sau là giảm sóc đơn được đặt ngang có hành trình 140mm. Toàn thể hệ thống giảm sóc trên Z900 đều có thể điều chỉnh theo ý muốn của người điều khiển. Z900 trang bị hệ thống phanh kép với đường kính là 300mm ở phía trước, kết hợp với phanh 4 piston của Nissan. Ở phía sau là phanh đơn với đường kính 250mm với phanh kẹp 1 piston. Hệ thống chống bó cứng ABS trước và sau được tiêu chuẩn cho phiên bản ở thị trường Việt Nam. Yên xe của Z900 được thiết kế giúp biker có cảm giác ngồi thoải mái hơn và thẳng lưng. Bình xăng có dung tích là 17 lít, thiết kế gọn gàng, không chồm vào phía trước quá nhiều. Ốp nhựa ở hai bên thùng xăng nhìn rất cứng cáp, kèm với đó là chữ logo Z đặc trưng của dòng Kawasaki Z. Độ cao yên xe là khoảng 795mm, thấp hơn Z1000, phù hợp với những người cao từ 1m6 trở lên. Đây là một điểm cộng của Z900 đã đi vào tầm của các khách hàng Việt, bởi thiết kế này khá phù hợp với thể trạng người Việt Nam. Ở phía sau, phần đuôi của Z900 được vuốt nhọn, thiết kế những đường cong khá đẹp mắt. Điểm trừ ở phần yên sau đó là kích thước chiều ngang khá nhỏ và không có khe dắt xe nên khá bất tiện. Khu vực đèn LED có thiết kế chữ Z chiếu sáng, đèn xi nhan sử dụng bóng halogen. Ở khu vực bảng thông tin, cụm đồng hồ của Z900 FS thiết kế đơn giản nhưng đầy hiện đại, hiện rõ những thông tin của xe như cấp số, tốc độ, số vòng tua và hệ thống báo cáo được sắp xếp gọn gàng bắt mắt. Động cơ Z900 FS sở hữu khối động cơ thừa hưởng từ đàn anh Z1000, động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích là 948cc với công suất 126 mã lực, tăng thêm 12 mã lực so với người đàn anh Z800. Cỗ máy này có ly chống khóa bánh khi dùng số gấp Rubber Slush. Hệ thống này ứng dụng cho những mẫu xe dành cho đường đua như Ninja 2, Ninja ZFMA hay là Z1000 2017. Hộp số của xe được thiết kế với tỷ số chìa ngắn 5 cấp ở số đầu và chỉ duy nhất cấp số 6 ở mức nhanh với tỷ lệ là 30/29. Như vậy có khả năng tăng tốc và hoạt động bực bà hơn khi dồn số chậm ở trong thành phố. Nhờ đó mà âm thanh ống xả sẽ nổi bật hơn khi đi chậm do động cơ bị dư máy vận hành. Bật công tắc ấn nút khởi động có sức mạnh lên tới 125 mã lực. Âm thanh đều đặn và đầy quy luật đặc trưng của động cơ 4 xi lanh thẳng hàng sẽ làm cho bạn xao xuyến và không ít biker gây chú ý ở bất kỳ nơi đâu mà Z900 lăn qua đến. Âm thanh trầm ấm ở vòng tua thấp sẽ đầy chắc chúa khi bạn nhích ga lên tới 4.000 phút. Do một chiếc nước cơ bài nên Kawa đã tinh chỉnh động cơ kéo giải vòng tua thấp dưới 6.000 phút, đạt moment xoắn cực đại là 96 Nm tại 7.700 phút. Cái cảm giác đầu tiên khi ngồi lên Z900 là chiếc xe này khá nhẹ, phải nói nhẹ đến bất ngờ với một ngoại hình đầy hầm hú. Nhờ những cải tiến trên Z900 mà chỉ có nặng 210 kg, nhẹ hơn Z800 đến 21 kg, và nhờ độ cao yên xe thấp, thiết kế gọn gàng, không bị phình ngang ở hai bên, người điều khiển Z900 có thể xoay trở trong những tình huống khi quay đầu xe, lùi xe lên lề đường hoặc luồn lách trong thành phố rất dễ dàng và thoải mái. Khi di chuyển trong thành phố, xe có cảm giác vận hành mượt mà ở giải tốc độ thấp là 20 km/h mà không bị giật cục khó chịu. Quạt gió lưới tản nhiệt thiết kế đưa luồng khí nóng xuống chân người điều khiển thay vì đòi hỏi ở ngay cổ chân. Nếu sử dụng các loại dài bốt khi lái xe, gần như không có cảm giác luồng khí nóng này, trừ tình huống kẹt xe. Trên xe lộ, Z900 cho cảm giác vận hành đầy chắc chắn và nhanh nhạy. Chỉ cần đi đúng số và đúng tốc độ hợp lý, siết ga mạnh, chiếc xe giật mộng bạn có thể ra phía sau. Nhờ thiết kế mới với cái độ chõm ngồi khá sâu, mọi thứ sẽ an toàn. Hệ thống bánh xe cũng đầy mượt mà và chính xác, hoạt động gần như tương ứng với lực mà bạn tác động vào tay thanh. Hệ thống ABS cũng có độ nhạy và can thiệp rất nhanh để tránh mọi tình huống xấu xảy ra. Với mức tiêu hao nhiên liệu, có lẽ là điều quan tâm nhất của những biker sở hữu chiếc xe 1.000 phân khối. Nhưng Z900, đồng hồ mức báo nhiên liệu là 18 km/lít, tức là 5,5 lít trên 100 km. Nhưng khi tôi di chuyển trong thành phố, có thể đo được khi đi từ Sài Gòn đi Vũng Tàu và quay về, Z900 chỉ tiêu tốn có 200.000 phí nhiên liệu xăng A95, tức là 10,3 lít cho xăng
ở chặng đường là 240 km, tức là 4,3 lít trên 100 km. Với một số cải tiến vượt bậc nói trên, từ trong ra ngoài, Z900 xứng đáng là một ứng cử viên thay thế hoàn hảo cho Z800 trước đó. Với mức bán là 288 triệu đồng, bạn không thể mua được mẫu nước cơ bay nào tiệm cận 1.000 phân khối ngoài Z900. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại clip tiếp, nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.